Xin chào tất cả các bạn đã đến với talk show Người trong ngôn nghề của bọn mình hôm nay. Và mình là Trang Sù, hôm nay mình đã mời một người bạn của mình, chị Hà Linh. Thì mình xin được giới thiệu qua một chút. Thì chị Hà Linh hiện tại đang là giảng viên thỉnh giảng ở trường Bates College ở Mỹ. Và ngày trước thì chị Linh có theo học tiến sĩ kinh tế tại trường Notre Dame tại Mỹ và học thạc sĩ tại trường Duke University. Và ngoài ra thì chị Linh còn là một booktuber lâu năm với cả, chắc là cũng sẽ quen thuộc với cả các bạn trẻ yêu sách. Thì cảm ơn chị Hà Linh hôm nay đã tham gia chương trình với bọn em. Cảm ơn Trang, cảm ơn các bạn trong ekip của Người trong ngôn nghề đã mời mình đến đây ngày hôm nay. Và xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình của Spy Room. Cũng như mình đã nói thì mình cũng có quen chị Hà Linh trước đó. Và hai chị em thì cũng có một sở thích là đọc sách. Thế nên trước khi vào chương trình thì chắc là em sẽ có một vài câu hỏi icebreaker và sẽ liên quan đến sách. Thì thật ra đây là một hai câu giả tưởng thôi. Thì em rất là tò mò. Cái câu giả tưởng này sẽ là: nếu mà chị Linh được chọn trở thành một nhân vật nào đó trong một cuốn sách nào đó thì chị Linh sẽ chọn trở thành ai? Chị nghĩ là nếu mà chị được chọn trở thành một nhân vật trong một cuốn sách nào đấy thì chị sẽ muốn được là một nhân vật trong cuốn sách mà mình viết. Tại vì điều đấy nó sẽ có hai ý nghĩa. Thứ nhất là nó cho thấy là chị đã viết được một cuốn sách. Và điều đấy là điều mà chị rất là mong ước và rất là hy vọng là một ngày mình có thể làm được. Và cái điều thứ hai là khi mà mình được trở thành nhân vật trong cuốn sách mà mình viết ý, thì mình có thể toàn quyền lựa chọn để cho cái nhân vật đấy nó như thế nào, cách hành xử ra sao, tính cách ra sao và cuộc sống của họ, số phận họ như thế nào. Thế nên là chị nghĩ là đấy sẽ là một điều rất là thú vị. Wow, thế thì liệu cuốn đấy là chị sẽ viết về cuộc đời của chị hay là một cuốn, cũng là một cuốn tiểu thuyết fiction? Cái này thì chị cũng không biết, nhưng mà chị sẽ nói một câu của Martin Scorsese, Scorsese, cái ông đạo diễn ấy, là ông ấy nói là the most personal is the most creative. Cái gì mà nó cá nhân nhất thì nó sẽ là cái sáng tạo nhất. Thì chị nghĩ là chắc chắn là cái quyển sách đấy nó phải phản ánh một phần cái trải nghiệm cá nhân của mình, hoặc là những cái suy nghĩ bên trong mình. Còn nó có phải là tiểu thuyết hay không thì chị cũng chưa biết. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của chị Linh. Thì thật ra là như em, lúc em viết câu này thì em chỉ đơn giản là em muốn trở thành một bất cứ một học sinh nào cũng được trong trường Hogwarts, kiểu được đi học ở đấy. Thế thôi, nhân vật nào cũng được, miễn là được đi học ở đấy. Ok, thế thì sau đây thì sẽ là câu hỏi về chuyên ngành của chị Linh. Thì chị Linh có thể chia sẻ với cả khán thính giả là cơ duyên nào khiến chị muốn theo học ngành kinh tế học không ạ? Cơ duyên theo đuổi. Đầu tiên thì chị nghĩ là cũng giống như là rất nhiều học sinh cấp 3 lúc mà chuẩn bị thi vào đại học thì chị cũng khá là mông lung về cái kiểu con đường tương lai sự nghiệp của mình. Lúc đấy thì chị cũng chưa biết chắc chắn là mình sẽ muốn làm gì. Thế nhưng mà có hai cái yếu tố khiến cho chị cân nhắc tại cái thời điểm đấy. Thứ nhất là từ bé đến lớn thì chị là học sinh khối tự nhiên, tức là các môn toán lý hóa. Và chị học mấy cái môn đấy cũng ok. Thế sau đấy, nhưng mà trong tâm, kiểu thâm tâm ấy, thì chị vẫn cảm thấy là chị rất thích các môn xã hội. Và chị rất thích các môn văn này, môn lịch sử, địa lý. Thì chị nghĩ đến là làm thế nào để mà kết hợp được cả hai cái đấy, tức là mình cũng có khả năng học các môn tự nhiên, và thực sự là chị cũng thích các môn tự nhiên, ngược lại thì mình cũng rất thích các môn xã hội và cảm thấy mình cũng rất hợp với các môn xã hội. Thế thì chị mới nghĩ là cái môn kinh tế ấy, nó là cái giao thoa của hai cái môn đấy, nó vừa cần cái khả năng tính toán, cái khả năng về mặt tư duy logic, nhưng mặt khác thì nó cũng cần cái sự liên hệ, liên kết về mặt xã hội. Thế nên là chị nghĩ là nó sẽ là cái lựa chọn phù hợp cho chị. Thì tại thời điểm đấy chị cũng chỉ nghĩ thế thôi. Thực ra mật mí một chút là chị rất muốn trở thành nhà văn, nhưng mà chị cũng không biết là cái trường nào thì nó sẽ làm cho mình trở thành người viết văn được. Thế nên là chị quyết định là thi vào trường Kinh tế Quốc dân. Thế trong quá trình học chị ở trường Kinh tế Quốc dân thì chị học cái chuyên ngành là tài chính ngân hàng. Thế nhưng mà trong khi học thì chị lại cảm thấy là mình rất thích các môn về lý thuyết kinh tế học, ví dụ như là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, hoặc là lý thuyết tài chính tiền tệ. Thì khi mà chị nhận ra cái điều đấy thì chị quyết định là sẽ đi học thạc sĩ về ngành kinh tế học. Thì cũng nói thêm một chút là tại sao mà chị lại thấy kinh tế học nó hay, nó hấp dẫn. Thì bởi vì chị nghĩ là kinh tế học nó giải thích cái cách mà con người đưa ra quyết định và cái cách mà xã hội và thế giới nó vận hành, sử dụng các cái nguyên lý và những cái mô hình từ đơn giản đến phức tạp.
tất cả mọi người và xã hội nói chung cũng đều phải gọi là đối mặt với những cái nguồn lực có hạn, đúng không? Ví dụ như một ngày mỗi người chỉ có 24 tiếng thôi, làm thế nào để tối ưu hóa cái lựa chọn của mình, để cái lợi ích của mình có thể cao nhất trong 24 tiếng đó. Thì ngay từ những cái ngày đầu đi học mà học những cái lý thuyết cơ bản như là cung cầu chẳng hạn, thì chị đã thấy nó rất là hấp dẫn, tại vì nó giải thích được những cái hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Và bởi vậy thì chị cảm thấy rất là hấp dẫn với cả bộ môn kinh tế học, và cảm thấy nó rất gần gũi với những cái gì xảy ra xung quanh, nhưng mà nó lại sử dụng những cái lập luận hết sức là logic. Đấy, thì chị cảm thấy rất là thích ngành kinh tế. Cảm ơn chia sẻ của chị Linh. Thì lúc đấy nghe chia sẻ của chị thì em cũng mới nhận ra, ngày trước lúc mà em học ngoại thương thì cũng học kiểu kinh doanh quốc tế, xong lúc đấy cũng nghĩ là kinh tế và kinh doanh nó khá là gần nhau, tức là khi em trả kiểu người ta hỏi em học ngành gì, lúc thì trả lời kinh tế, lúc trả lời kinh doanh. Xong đến lúc khi mà em cũng đi học thạc sĩ thì em có học một cái môn tên là Economic Philosophy. Thì lúc đấy em mới nhận ra thầy cái môn đấy của bọn em ấy, thì học về cái việc là niềm tin hoặc là tôn giáo của một đất nước. Ví dụ như Việt Nam mình chẳng hạn, thì theo cả Phật giáo và theo cả cái đạo Confucius ở Trung Quốc, thì cái đấy nó ảnh hưởng đến nền kinh tế và suy nghĩ của con người như thế nào. Thì hồi đấy em học cái môn đấy em đã kiểu wow, mình rất là thích học kinh tế. Thì cũng chia sẻ luôn một câu chuyện, đấy là lúc đấy em đã nghĩ là hay là kiểu học xong chương trình này mình sẽ lên học tiếp tiến sĩ, thì nghe nó hấp dẫn quá và em cũng rất là thích tìm hiểu các thứ. Thế nhưng mà em đã tạm thời từ bỏ cái đấy vì không thể chịu được áp lực viết bài luận và đặc biệt là ra các cái bài nghiên cứu khoa học. Thì em không biết, em tò mò một chút là không biết động lực nào đã khiến chị Linh học xong thạc sĩ kinh tế tiếp tục chọn lên chương trình học tiến sĩ kinh tế tại Mỹ không ạ? Thì chị nghĩ là có hai cái động lực mà khiến chị muốn đi học tiến sĩ. Đầu tiên thì phải nói hơi xa xôi một tí, tức là từ cái ngày mà chị đi học đại học ấy, thì chị đã rất là muốn kiểu như là tham gia vào các hoạt động ngoại khóa này, rồi là đi thực tập ở các công ty, các ngân hàng, để xem là mình phù hợp với cả công việc gì và mình muốn gì, mình thích gì. Thế nhưng mà sau cái khoảng thời gian đấy, trong cái quá trình học đại học ấy, thì chị lại nhận ra là mình có vẻ phù hợp với cả công tác giảng dạy, nghiên cứu hoặc là các cái công việc trong khu vực công, ví dụ như là các cái cơ quan nhà nước hoặc là các cái tổ chức chính sách, thì chứ không phù hợp với cả các cái công ty. Thì đối với cả một cái người mà muốn trở thành giảng viên đại học ấy, thì mình cần phải nâng cao trình độ. Chị cảm giác là như thế. Khi mà tốt nghiệp đại học xong thì chị nghĩ là mình chỉ mới là cử nhân thôi, mà mình bây giờ cũng đi dạy các bạn sinh viên khác, thì chị không thấy nó ổn. Thế nên là chị quyết định là sẽ đi học tiếp để nâng cao trình độ. Thì lúc đấy là chị quyết định đi học ngành kinh tế học thạc sĩ đấy. Thì khi mà trong quá trình chị học thạc sĩ ấy, thì chị học ở Mỹ, thì lúc đấy thực sự ở môi trường học nó rất là tốt. Và chị càng học thì chị càng thấy là kiểu cái chân trời tri thức nó rất là kiểu rộng mở ấy. Có quá nhiều thứ mình không biết, có quá nhiều thứ mình muốn khám phá. Và thế là chị cũng mong muốn là mình sẽ được học thêm để được hiểu sâu thêm. Ngoài ra thì sau khi mà chị học thạc sĩ xong ấy, thì chị cảm thấy là mình cũng chưa đủ tự tin để trở thành một người mà có thể giảng dạy cho người khác hoặc là trở thành một cái nhà nghiên cứu độc lập. Thế cho nên là chị muốn là sẽ học tiến sĩ. Thì đấy, nói chung là có rất nhiều người thì khi mà nghĩ về học tiến sĩ thì kiểu mọi người sẽ thấy là ôi sao đi học dài thế, xong rồi sao mà kiểu thích học thế rồi cố gắng thế. Nhưng mà thực ra thì nếu mà mọi người nhìn từ góc độ khác ấy, thì cái việc mà làm tiến sĩ ấy, nó cũng giống như là một quá trình đào tạo để mình có thể trở thành một nhà nghiên cứu độc lập, trở thành một người có thể giảng dạy được. Thì nó cũng giống như là một người mà muốn trở thành bác sĩ, đúng không? Phải học y 6 năm, sau đấy phải học nội trú hoặc là chuyên khoa gì đấy. Thì cái việc học tiến sĩ nó cũng như vậy thôi. Đấy là mục tiêu, là để trở thành một cái người giảng viên đại học. Trong đấy sẽ đảm nhiệm hai cái công việc là giảng dạy và nghiên cứu. Thì chị nghĩ là nó cũng là một cái bước rất là tự nhiên khi mà chị muốn theo đuổi cái sự nghiệp như vậy. Đấy, thì đấy là động lực mà chị quyết định là đi học tiến sĩ. Em thật sự là đúng như chị Linh nói, thì đây cũng là một cái con đường sự nghiệp, con đường học thuật. Thì như trước đấy, đúng là mỗi khi mà, nhất là con gái, cảm thấy là mỗi khi mình đi học thì mọi người sẽ là sao học nhiều thế, học thế để làm gì, sao sẽ bảo là học nhiều thì ế chồng. Thật ra đấy là một con đường mà mình cũng muốn theo, con đường sự nghiệp giảng dạy. Thế thì như chị Linh chia sẻ, và cũng như dựa trên cái hiểu biết của em một chút về ngành kinh tế học thì nó rất là rộng. Thì không biết là
cái chuyên ngành của chị Linh tập trung vào nghiên cứu thì là chuyên ngành gì? Chị thì tập trung nghiên cứu vào ngành kinh tế phát triển, tức là cái việc nghiên cứu các cái nước đang phát triển. Thực ra ngành kinh tế phát triển thì nó cũng đã lâu đời rồi, tập trung vào cái câu hỏi là tại sao các cái quốc gia, có những quốc gia thì phát triển hơn các quốc gia khác, tại sao có những nước tăng trưởng nhanh hơn các nước khác. Thế nhưng mà cái ngành của chị thì cái mà chị đi sâu vào hơn thì chủ yếu là ở các cái lý thuyết đối với các cái nước đang phát triển. Trong cái lĩnh vực đấy thì kể cả như thế thì nó vẫn rất là rộng, thì chị tập trung vào cái lĩnh vực chính là nông nghiệp và gọi là năng suất lao động trong nông nghiệp, rồi các cái chính sách tác động đến nông nghiệp, rồi chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Thì đấy là cái phần mà chị nghiên cứu. Tuy nhiên thì chị vẫn, đối với cái ngành tế phát triển thì chị rất là thích, và chị cũng quan tâm đến rất là nhiều các cái lĩnh vực nhỏ khác trong kinh tế phát triển. Thì trong quá trình chị học tiến sĩ ấy, thì cái lúc mà chị bắt đầu học ấy, thì thực ra là chị muốn theo đuổi cái ngành tài chính tiền tệ, là cái ngành mà chị đã có một chút kiến thức khi mà chị học đại học. Thế nhưng mà đến lúc mà chị học đến năm thứ hai ở chương trình nghiên cứu sinh ấy, thì chị học một cái lớp kinh tế phát triển và nó rất là hay, và chị cảm thấy như là đúng là cái này nó rất gần gũi với mình. Bởi vì Việt Nam thì cũng là một nước đang phát triển mà, cho nên là mình khi mà mình học thì cảm giác nó rất là click ấy, kiểu rất là hứng thú và nó rất là hấp dẫn đối với mình. Thì là chị theo đuổi cái ngành ấy. Thì em hồi đấy thì em cũng đi học ở chương trình của em rất là rộng, thì cũng có học một môn nó tên là Regional Economics. Thì hồi đấy cũng học một chút về phát triển bền vững, và cũng là một trong những lý do mà em đã từng suy nghĩ là mình muốn đi học tiến sĩ về ngành này. Nhưng mà như em cũng chia sẻ đấy là đang tạm thời dừng lại vì cảm thấy con đường nó chưa phải là con đường phù hợp với mình. Thế thì em cũng thấy là kể cả khi trong cái ngành kinh tế phát triển thì nó cũng rất là nhiều, có nhiều ngã rẽ. Thì em muốn nghe thêm chia sẻ của chị Linh, mặc dù chị cũng nói một chút vừa nãy, đấy là lúc mà học đã cảm thấy là mình thích giảng dạy. Nhưng em muốn nghe thêm một chút là cái con đường hoặc là cái động lực nào khiến chị muốn tiếp tục theo học nghiên cứu học thuật và trở thành giảng viên đại học. Thực ra thì khi mà mình theo đuổi cái chương trình tiến sĩ và làm nghiên cứu sinh thì hầu hết mọi người đã xác định là mình muốn trở thành một nhà nghiên cứu rồi. Tức là tùy nơi, nhưng mà ví dụ như là ở Mỹ thì hầu như mọi người khi mà vào chương trình tiến sĩ sẽ mong muốn là trở thành giáo sư đại học. Đấy gần như là cái, hầu như là cái chỉ tiêu số 1 là trở thành giáo sư đại học, tức là làm trong lĩnh vực học thuật đấy. Thứ hai là có thể làm cho các tổ chức chính sách, ví dụ như là World Bank, Ngân hàng Thế giới, hay là IMF, Quỹ tiền tệ Thế giới chẳng hạn, hoặc là làm cho các cái cơ quan nhà nước, ví dụ như là Cục Dự trữ Liên bang, tức là Ngân hàng Trung ương, hoặc là Bộ Tài chính, kiểu như vậy. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì mọi người cũng có thể làm cho các công ty, ví dụ như là các tập đoàn lớn như kiểu Amazon hay là Facebook, hoặc là mọi người cũng có thể làm cho các cái công ty tư vấn như kiểu McKinsey chẳng hạn. Đấy thì cái lựa chọn cho cái việc sau khi học tiến sĩ thì nó cũng có rất nhiều lựa chọn, tại vì hầu như là ở cái cơ quan nào hoặc là công ty nào nếu mà đủ lớn ý, thì họ cũng cần một cái người mà có khả năng phân tích các cái mô hình kinh tế, thậm chí là tạo ra các cái mô hình kinh tế để dự báo, để phân tích tình hình chẳng hạn. Đấy thì cái lựa chọn về nghề nghiệp chị nghĩ là rất nhiều. Ví dụ như ở Việt Nam thì mọi người hay nghĩ là kinh tế đấy, tức là cũng như Trang nói lúc nãy, mọi người cũng rất hay là đánh đồng kinh tế và kinh doanh, tức là kinh tế là làm giàu, là kinh doanh, là tài chính chứng khoán. Nhưng mà thực ra kinh tế thì nó có rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong đấy, kinh tế lao động, kinh tế môi trường. Đấy thì khi mà có những cái như thế thì mọi người cũng có thể làm việc tương ứng dựa vào cái chuyên môn của mình. Thế nên là chị Linh đã quyết định theo đuổi con chị đường. Thì ngay từ trước ấy là chị đã xác định là chị sẽ muốn trở thành giảng viên đại học rồi, nên là sau khi học thì chị cũng không thay đổi nhiều. Cái lựa chọn thứ hai của chị là được làm cho các cái tổ chức chính sách như là Ngân hàng Thế giới. Thế nhưng mà chị thì vẫn ưu tiên cái việc giảng dạy.
Em cảm thấy chị Linh rất là phù hợp với cái được quen biết chị Linh một thời gian thì thấy rất là phù hợp với cả con đường học thuật và giảng dạy. Thật sự nghe rất là nghe kiểu xem video nói về sách của chị cũng rất là cuốn hút và thu hút. Thực ra hồi xưa lúc mà chị học đại học ấy thì khi mà chị học thì chị cũng tham gia các cái tổ chức sinh viên này kia. Thế nhưng mà không hiểu sao lúc nào chị tham gia vào các chương trình đấy thì mọi người cũng thường gọi chị là kiểu giáo sư, kiểu học thuật ấy, tức là mọi người sẽ nghĩ là kiểu chị là một người rất học thuật. Từ lúc đấy mặc dù chị khi mà làm công việc khác không liên quan gì đến việc học hành cả nhưng mọi người cũng vẫn thường nghĩ thế. Thế thì sau đây câu hỏi tiếp theo sẽ là một câu hỏi mà em sẽ muốn hỏi kỹ thêm về ngành kinh tế cho các bạn khán thính giả và cũng như em rất là tò mò về ngành kinh tế. Thì so sánh tổng quan về ngành kinh tế học tại nước ngoài và Việt Nam thì dựa trên trải nghiệm của chị Linh khi mà học và bây giờ là giảng dạy tại Mỹ thì cơ hội học tập và môi trường phát triển làm việc có đa dạng và cái thu nhập thì có cao không ạ? Thực ra ở Việt Nam ấy thì chị cũng lúc mà chị học đại học thì chị học ngành tài chính ngân hàng. Chị cũng không dám nói là chị học cái ngành kinh tế học tại vì trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì nó có khoa kinh tế học nhưng mà chị không học cái khoa đấy. Thì cái đấy nó cũng nói lên một cái hơi khác biệt so với cái hệ thống đại học của Việt Nam và Mỹ. Ở Mỹ thì các trường đại học thường là các trường đại học đa ngành. Có nghĩa là em vào em có thể học toán, em có thể học sinh, em có thể học mỹ thuật, em có thể học kinh tế, em có thể học xã hội học. Nó có rất nhiều chuyên ngành để mình lựa chọn. Còn ví dụ như là ở Việt Nam thì khi mà chị vào trường Kinh tế Quốc dân thì chị chỉ có học ngành kinh tế hoặc là đấy các cái ngành xung quanh như là tài chính ngân hàng thôi. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Thì nhưng mà ngay cả trong cái ngành kinh tế thì ở Mỹ với một học sinh mà học cái chuyên ngành kinh tế học, họ cũng phải học khá là nhiều khía cạnh của ngành kinh tế. Ví dụ như chị ngày xưa học kinh tế quốc dân nhá và học khoa tài chính ngân hàng thì chị cũng học một số các cái lớp gọi là nền tảng của kinh tế, nhưng sau đấy thì chị sẽ tập trung nhiều hơn vào tài chính ngân hàng. Tuy nhiên là các bạn mà học ở bên Mỹ thì sẽ phải học nhiều khía cạnh hơn là như thế. Tức là thường các bạn sẽ cũng qua các cái lớp nền tảng nhưng sau đấy các bạn sẽ học thêm khá là nhiều những cái lớp khác nhau, ví dụ như là kinh tế lao động, kinh tế môi trường, kinh tế về tội phạm, tức là đánh giá các tác động của các chính sách lên tỷ lệ tội phạm hoặc là khi mà tỷ lệ tội phạm gia tăng thì ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào chẳng hạn. Khi mà chị học ở bên Mỹ thì chị mới thấy là kinh tế nó nghiên cứu rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau nữa ấy. Ví dụ như là ở Việt Nam thì mình chỉ biết một ngành như thế thôi, nhưng mà ở Mỹ thì nó sẽ cái ngành kinh tế nó trả lời rất nhiều những câu hỏi khác nhau, bởi vì bản chất của kinh tế là tất cả các cái mối quan hệ giữa các vấn đề, miễn sao là các vấn đề đấy nó có ý nghĩa kinh tế thì nó có rất nhiều những câu hỏi. Ví dụ như là nếu mà hai anh chị em mà cách xa nhau về tuổi thì nó ảnh hưởng gì đến cái trình độ học vấn của hai anh chị em đấy, và sau đấy nó từ cái trình độ học vấn thì thường nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của hai người đấy, đúng không? Đúng. Đấy thì đấy cũng là một câu hỏi mà ngành kinh tế giải thích. Hay ví dụ như là một cái trường hợp khác là ví dụ có một cái nghiên cứu về là khi mà các cái dàn nhạc giao hưởng ở Mỹ mà tổ chức blind audition, có nghĩa là audition nhưng mà cái người nghe không được biết là ai đang đánh đàn, ai đang biểu diễn, thì người ta phát hiện ra là tỷ lệ nữ được nhận cao hơn là trước đây. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy cũng là một câu hỏi mang tính nghiên cứu. Lúc mà chị ở Việt Nam học thì chị không bao giờ nghĩ đấy là một câu hỏi mà ngành kinh tế học trả lời. Nhưng mà đấy thì đối với sinh viên Mỹ thì họ sẽ tiếp cận kinh tế học theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tất nhiên đấy vẫn là lựa chọn của học sinh. Tức là nếu mà em chỉ quan tâm đến ngành tài chính ngân hàng thôi thì em cũng có thể là chỉ tập trung vào các môn đấy thôi. Nhưng mà hầu như là các khoa đều cung cấp rất là nhiều các cái khóa học khác nhau trong cái lĩnh vực kinh tế. Có một cái điểm thứ hai mà so sánh thì chị cũng là tương đối thôi, thì chị thấy là các giáo sư ở bên Mỹ thì thường rất là giỏi và đối với sinh viên thì rất là dễ tiếp cận với cả giáo sư. Thường là các lớp học nó cũng nhỏ hơn là ở Việt Nam. Ngày xưa chị đi học lớp chị tận 90 người và gần như chị chẳng bao giờ nói chuyện với giáo viên của bất cứ môn nào cả. Cùng lắm, họa hoàn lắm thì thỉnh thoảng email và cô trả lời, nhưng mà rất là ít. Còn ở Mỹ thì nó sẽ có một cái gọi là office hours hàng tuần, có nghĩa là học sinh có thể đến và gặp các giáo sư của mình ở trong office của họ và hỏi tất cả câu hỏi liên quan đến bài tập, kể cả là
thầy giảng lại cho em cái chỗ này được hay không. Thì đấy, thì cái đấy là chị thấy cũng đối với chị lúc mà chị mới đi học thì chị thấy rất là hay luôn. Đấy, và đấy thì nhờ cái sự gần gũi giữa sinh viên và giáo sư như thế thì sinh viên sẽ nhận được cái nhiều cái sự hướng dẫn hơn từ các giáo sư, và thậm chí là có thể tham gia nghiên cứu chung với cả thầy cô. Còn cái điểm cuối cùng mà Trang hỏi về cái việc là ra trường thì cũng như chị nói là cũng có rất là nhiều cái lựa chọn và có thể làm ở rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thậm chí chị biết rất là nhiều bạn học kinh tế xong sẽ đi ra làm quản lý cho các cái giải đấu như kiểu NBA ấy. Tức là các bạn ấy học ngành Sports Economics, tức là ngành kinh tế học thể thao. Đấy, thì nói chung là nó rất là đa dạng và cái thu nhập vì thế nó cũng tùy thuộc. Nó tùy thuộc vào bạn có giỏi không, bạn có quen biết nhiều người không, bạn có lựa chọn cái ngành nghề nào trong đấy. Cái làm cho công ty tư vấn thì chắc chắn là lương sẽ cao hơn là làm kiểu một cái tổ chức NGO rồi, kiểu ví dụ như vậy. Thì nó cũng rất là đa dạng, nhưng mà chị nghĩ là lựa chọn nghề nghiệp cũng có rất nhiều lựa chọn. Thật sự là một chia sẻ rất là thú vị. Khi mà chị kể đến cái việc là kinh tế nghiên cứu rất nhiều, thì mặc dù em vẫn chưa học sâu về cái đấy như thế, nhưng mà em có nghe và đọc cái cuốn, không biết chị Linh có biết không, cuốn Freak Economics. Và nghe cả podcast của ông đấy. Thì nhiều khi ông ấy còn nghiên cứu về việc là kiểu trẻ mang thai vào tháng này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái việc là trở thành vận động viên, sau đó thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến kiểu cái nguồn thu nhập của họ. Tức là kiểu câu chuyện nó cảm giác như là rất là không liên quan, nhưng mà thế sau đó lại liên quan đến câu chuyện kinh tế. Đấy, em nghiên cứu rất là nổi tiếng. Em đọc đấy xong em rất là thấy rất hay. Và cũng như một cái chị Linh nói lúc mà em đi học cũng thế, ở bên kia kiểu em rất là ngạc nhiên về cái việc là thậm chí nhiều khi thầy cô còn không muốn mình gọi last name, kiểu như là họ, tức là kiểu gọi luôn tên, thẳng tên luôn khi nói chuyện với họ. Kiểu thấy rất là tự nhiên, trong khi ở Việt Nam thì kiểu giáo viên hay là giảng viên cảm giác như một cái tượng đài rất là lớn, và cảm giác mình mà hỏi ngu là tức là không nên đặt câu hỏi nếu như mình chưa chắc chắn đấy là một câu hỏi thông minh. Là thật sự thì lúc đấy em cũng đã thấy ngành giảng viên hay là giáo viên là một cái ngành rất là thú vị, và em cũng muốn tìm hiểu về cái ngành đấy, nhưng mà chưa biết là mình sẽ, nếu đi dạy thì sẽ dạy gì. Thế thì em có một câu hỏi cũng một chút cá nhân thêm, đấy là vậy thì chị Linh có thể chia sẻ thêm một chút về việc là làm thế nào mà trên cái hành trình học thuật và thành giảng viên, chị biết được mình cũng phù hợp với việc trở thành giảng viên đại học không ạ? Cái câu chuyện của chị nó từ đầu đến cuối nó rất là kiểu thông suốt. Nói chung là lúc đầu khi mà chị học đại học đấy, thì chị cũng như chị đã nói, thì chị cũng tham gia rất nhiều hoạt động cũng như là đi thực tập để biết là mình muốn gì. Thì trong tất cả các quá trình đấy thì chị phát hiện ra là cái phần mà chị yêu thích nhất là cái phần mà khi mình làm training. Tức là khi mà mình phải đào tạo cho các cái bạn thành viên trong nhóm của mình về một cái lĩnh vực gì đấy, thì chị sẽ chuẩn bị slide, xong chị sẽ thuyết trình, xong chị sẽ nghĩ làm thế nào để giảng một cách dễ hiểu nhất cho các bạn và truyền đạt được thông tin cho các bạn. Thì cái lúc đấy thì đấy là một cái dấu hiệu là chị thấy là chị rất là phù hợp với cả cái nghề giảng dạy. Với cả một cái nữa là chị luôn luôn cảm thấy mình là người rất là thích chia sẻ kiến thức với người khác ấy. Tức là chị biết bất cứ một cái gì chị cũng rất là muốn kể cho người khác. Cũng giống như là cái việc mà chị làm video để giới thiệu về sách ấy. Tức là khi mà chị biết được một cuốn sách hay thì chị cũng muốn nói cho mọi người. Thì chị nghĩ đấy là một cái dấu hiệu cho chị thấy là chị cũng có thể là vừa thích và vừa phù hợp với công việc giảng dạy. Thì chị nghĩ là cái yếu tố đầu tiên khi mà mình theo đuổi một cái nghề nghiệp gì thì mình cũng phải có một cái niềm yêu thích và hứng thú nhất định. Thì nếu mà không yêu thích và hứng thú thì có lẽ là học sẽ rất là vất vả. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Và ngoài ra thì nhưng mà bên cạnh cái việc giảng dạy ý, thì chị cũng cảm thấy mình là người thích khám phá, thích tìm hiểu ấy. Thực ra là như kiểu là thích học ấy, tức là có tìm hiểu thêm những kiến thức mới. Thì điều đấy khiến cho chị cũng cảm thấy là mình muốn trở thành không chỉ là giảng dạy mà mình cũng muốn nghiên cứu. Tức là mình tìm hiểu sâu về một vấn đề, chứ không phải chỉ là biết những cái sơ qua bên ngoài. Thì đấy, chị nghĩ là cũng chỉ đơn giản thế thôi. Và với những người khác thì chị cũng nghĩ là nếu mà bạn có ý định mà muốn trở thành giảng viên đại học thì bạn có thể xem là bạn có yêu thích và hứng thú với cả cái ngành đấy không, và bạn có mong muốn và định hướng cho mình để trở thành một người làm giảng viên và làm nghiên cứu hay không.
Thì như hành trình mà chị chia sẻ thì em thấy là đây không phải là một hành trình dễ dàng, nó khá là gian nan và đầy thử thách. Thế thì chị có thể chia sẻ thêm là trong hành trình làm nghiên cứu sinh của mình, chị đã gặp những khó khăn gì và đã vượt qua nó như thế nào? Trong cái quá trình chị làm nghiên cứu sinh thì chị nghĩ là cái thời điểm mà khó khăn nhất ấy là cái lúc mà chị học hết năm thứ nhất và bắt đầu sang năm thứ hai. Trong năm thứ nhất thì chị chỉ học các cái môn để thi qua thôi, và khi mà hết mình thi được các cái lớp đấy thì mình được tiếp tục tham gia chương trình. Bắt đầu từ năm thứ hai thì chị sẽ tham gia học các cái lớp chuyên ngành và tìm ra xem là cái lĩnh vực nào mà mình muốn nghiên cứu. Thì cái lúc đấy tất cả các thầy cô giáo nói là đây là cái giai đoạn bản lề. Tại sao lại như thế? Tại vì mình đang chuyển từ một người gọi là consumer of knowledge sang một người gọi là producer of knowledge. Tức là tất cả quá trình từ trước nay mà em đi học, mình đi học ấy, thì mình đều là tiếp nhận kiến thức từ thầy cô giáo hoặc từ sách vở. Sau đấy mình trả bài, mình đi thi, mình trả lời được các câu hỏi mà họ đưa ra, thế là mình qua được. Thế nhưng mà đấy chỉ là học thôi. Còn làm tiến sĩ, cái mục tiêu của một cái người nghiên cứu sinh ấy là phải tạo ra những kiến thức mới cho nhân loại. Nghe thì có vẻ rất là đau to bố lớn, nhưng mà sự thực là như thế. Tức là cái kiến thức mà em tạo ra ấy, thì phải là chưa có ai đã làm ra cái điều đấy. Ví dụ như là cùng làm câu hỏi nhưng mà cái câu trả lời của em phải khác với những cái câu trả lời đã có trước đây, hoặc là bản thân em đặt ra một câu hỏi mới và trả lời cho câu hỏi đấy. Thì dù là cái mà em tạo ra nó có nhỏ đến mức nào thì cái kiến thức mình tạo ra vẫn phải là kiến thức mới. Thì khi mà tạo ra được kiến thức mới đấy thì mình mới trở thành tiến sĩ được. Đấy, thì cái quá trình của cái người làm tiến sĩ rất cần là mình phải chuyển từ một người mà chỉ tiêu thụ kiến thức sang một người tạo ra kiến thức. Đấy, thì cái giai đoạn mà chị gặp khó khăn là khi đấy. Tại vì lúc ấy chị đọc các cái bài nghiên cứu thì chị không hiểu là tại sao mà họ có thể viết được một nghiên cứu hay như này. Tại sao họ lại viết những cái phương pháp, những cái mô hình và sử dụng những cái số liệu phân tích như này. Thì đấy là một cái lúc mà chị cảm thấy rất là khó. Thì chị vẫn nhớ là chị đi gặp một cái thầy giáo ở trong khoa, và thầy có chia sẻ với chị là em phải tìm ra cái mà em thực sự thích và thực sự say mê, còn thầy không thể nào giúp được em. Thầy rất là muốn là thầy có thể rút từ ngăn kéo ra một vài ý tưởng xong đưa cho em để em làm, nhưng mà thầy không thể nào làm như thế được. Cái ý tưởng nó phải là của em và em phải tự tìm ra cái điều đấy. Các thầy cô giáo chỉ là người để giúp đỡ thôi. Thì đấy, cái đấy là chị, khi mà nghe thầy nói như thế thì chị hiểu là cái con đường để mà mình làm tiến sĩ này ấy, nó là một con đường mà không ai biết đích đến là như thế nào. Mình đứng ở đầu đường, mình không biết là cuối đường là cái gì, nhưng mình vẫn phải đi. Và trong quá trình mình đi đấy thì mình sẽ cần đến sự trợ giúp của các thầy cô giáo, những người nghiên cứu có kinh nghiệm, bạn bè học cùng với mình. Càng có nhiều sự trợ giúp thì càng tốt. Nhưng không ai có thể đi thay cái con đường đấy cho mình được, và cũng không ai nói cho mình biết là cái cuối con đường đấy là cái gì được. Mình phải tin vào mình và đi vào cái con đường đấy. Thì chị nghĩ là cái mà khiến chị vượt qua được cái điều đấy thì cũng là sự tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng vào cái sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thực ra là chị cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ các thầy cô giáo dạy mình. Đấy thì đấy là cái khó khăn có lẽ là chị thấy là lớn nhất và đặc trưng nhất cho một người làm nghiên cứu sinh. Ngoài ra thì cũng có những cái khó khăn khác. Ví dụ như là cũng có những cái thứ mà rất là trừu tượng, rất là khó hiểu. Có những cái mô hình mà mình giải mãi không được. Có những cái bài nghiên cứu mà mình đọc từ hôm trước đến hôm sau mình vẫn không hiểu. Thì hỏi người này hỏi người kia vẫn không hiểu. Đấy thì những cái lúc đấy thì cái để vượt qua thì chị nghĩ chỉ là kiên trì thôi. Thế là kiên trì, thứ hai là chấp nhận rằng có những cái mình có thể không hiểu ngay tại thời điểm này. Nhưng mà mình cứ dần dần rồi mình sẽ có một cách nào đấy mình tìm ra. Đấy, có một cái cuối cùng nữa mà chị muốn chia sẻ. Thì trước khi mà chị học tiến sĩ thì đã có một người nói với chị là học tiến sĩ là quá trình mà vượt qua những cái nỗi sợ hãi thầm kín nhất trong con người mình. Thì lúc đấy chị cảm thấy là ôi, có vẻ nghe có vẻ dramatic ấy. Nhưng mà thực ra đến lúc mà chị làm ấy thì chị cũng trải qua những cái cảm xúc như thế. Cái nỗi sợ hãi là mình kém cỏi này, mình không làm được này, người khác đánh giá mình này, rồi liệu con đường mình đi có đúng không, con đường đấy không ai biết là sẽ dẫn đến đâu, thì làm thế nào mà mình tin tưởng được. Thì đấy, thì chị nghĩ là cũng chỉ có cách là tin vào bản thân mình và
có một cái ý nghĩ giúp chị vượt qua những cái lúc đấy là chị thấy biết ơn về cái cơ hội mà mình được học ở một cái môi trường tốt như thế, và mình nên coi đây là một cái cơ hội, một cái niềm vinh dự, và mình cố gắng làm sao mình có thể học được nhiều nhất có thể để với cái mục tiêu là trở thành một nhà nghiên cứu độc lập, đúng không? Thì mình đừng có sợ là mình sai, hay mình đừng có sợ mình dốt, hay là mình không vượt qua cái này cái kia. Mình cứ đi, mình cứ đi về phía trước. Cái con đường đấy nó dẫn đến đâu nó không quan trọng, mà cái việc mà mình sẽ trưởng thành trên cái con đường đấy. Và như kiểu mọi người hay nói là nó không quan trọng là bạn đạt được cái gì, mà nó quan trọng là bạn trở thành người như thế nào. Thì tất cả mọi người khi mà làm nghiên cứu ấy đều đứng ở cái giới hạn của tri thức. Và cũng chính là cái giới hạn của bản thân mình. Chính bản thân mình phải vượt qua được cái giới hạn của mình. Đấy, thì tất nhiên là khi mà muốn vượt qua giới hạn của mình thì nó sẽ đầy sợ hãi, đầy lo lắng, đầy bất ổn. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ tin vào cái lựa chọn của mình ý, thì mình sẽ vượt qua. Thì đấy là cái mà chị học được trong cái quá trình đấy. Và chị cũng có một cái rất là buồn cười là hồi chị rất là thích Coldplay. Yeah, ban nhạc Coldplay. Thì Coldplay có một cái bài hát tên là The Scientist, tức là người làm khoa học, khoa học. Thế nhưng mà thứ bài đấy thì nó kiểu như là về tình yêu hay về mối quan hệ gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì chị nhớ có một câu trong đấy là nobody said it was easy, no one ever said it would be this hard. Thì cái đấy cũng là cái mà chị trải qua trong quá trình chị làm nghiên cứu sinh, là kiểu không ai nói là nó dễ dàng, nhưng mà cũng không có ai nói với mình là nó sẽ khó khăn đến mức như thế này. Thế nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn, mình cũng vượt qua được thôi. Em như em thì cũng đã chia sẻ đấy là em chưa đi học tiến sĩ. Thì cái hồi mà em học thạc sĩ phải viết cái khóa luận thì thật sự luôn là em đã suýt thì từ bỏ. Em cũng rất là may mắn được gặp một người thầy mà như chị Linh cũng chia sẻ đấy, chính là một phần nào đấy mình cũng phải cần sự cảm hứng từ những người học cùng mình và thậm chí là người hướng dẫn mình. Và thầy cũng như thầy, lúc đấy em bị ý tưởng thì mà em rất thích. Tức là thầy lúc đấy thầy dạy môn luật nhưng mà em làm về kinh tế, nên thầy cũng lúc đầu cũng bảo là có chắc không vì em sẽ không biết về luật. Nhưng sau đó thì thầy có gợi ý là viết về cái thuyết hành vi, là kiểu về kinh tế học hành vi, thì thầy có thể giúp. Và lúc đấy thì em không biết là viết cái gì cả, thầy chỉ đưa cho một cuốn sách, thầy gợi ý. Sau đấy em cũng định viết rồi, nhưng mà đọc xong ấy, sau đó em lên outline, không thể ra được. Và lúc đấy em cảm thấy như là hay mình từ bỏ thôi, đằng nào mình cũng không, lúc đấy cũng nghĩ hay là đi học tiến sĩ thì phải cần thạc sĩ, nhưng mình không thích làm tiến sĩ, hay là mình bỏ cũng được, tức là thôi không học nữa, drop out. Nhưng sau đó thầy bảo là không sao hết, chưa ký cái deadline, em đổi đề tài cũng được vì thầy còn chưa ký. Và thế là thầy đã động viên em là thôi nghĩ tiếp đi, đọc tiếp đi, không cần phải luôn viết luôn bây giờ. Thế nên cả cái kỳ đấy thật ra em có không phải là gap year nhưng mà gọi là gap semester. Và thế là em đi đọc linh tinh tất cả mọi thứ. Và lúc đấy thì mới phát hiện ra là mình thích viết về phát triển bền vững. Và lúc đấy thầy đã rất là động viên và để cho em thay đổi đề tài các thứ. Và lúc đấy thì em cũng đã trải qua cái việc là vượt qua giới hạn, vì cái môn học của em không hề dạy phát triển kinh tế bền vững. Nhưng em tự đọc và thầy cũng giúp đỡ rất là nhiều để viết xong. Và cũng đúng là như chị Linh nói, không ai nói là nó như sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng rồi nếu mà mình tin và mình vượt qua chính cái bản thân mình thì cuối cùng mình cũng sẽ ổn thôi. Và cái quan trọng là mình trở thành người như thế nào. Thì em cảm thấy là cái dạy được em ở đấy, đấy là dám thử nhiều thứ. Vì em là người thích nhiều thứ, không biết hẳn là mình sẽ đi đến đâu, nhưng mà dám, bây giờ là dám thử, để rồi ra kết luận có thể đây không phải cái mình thích và chuyển hướng. Thì thật sự là em rất là cảm động với chia sẻ của chị Linh. Vậy thì thế thì còn công việc giảng dạy giảng viên đại học thì sao ạ? Có những khó khăn gì và nhiệm vụ của một giảng viên đại học thì là làm những công việc gì ạ? Nhiệm vụ của giảng viên đại học nói chung chị nghĩ ở đâu cũng thế. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là nghiên cứu. Đấy là hai cái nhiệm vụ chính. Và vì thế thì nó cũng sẽ thường dẫn đến cái thứ ba là hướng dẫn sinh viên trong việc nghiên cứu. Thì đấy, tức nó rất đơn giản chỉ như thế thôi, giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên. Thì tùy mỗi trường đại học mà cấu phần của những cái nhiệm vụ đấy nó sẽ khác nhau. Tức là có những trường nó sẽ tập trung nhiều hơn vào giảng dạy, có những trường sẽ tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu. Nhưng mà hầu như là luôn luôn là phải có cả hai cái điều đấy.
Cái trường của chị thì là một cái trường gọi là Liberal Arts College, tức là nó là một mô hình gọi là giáo dục khai phóng, và cái trường đại học đấy thì nó chỉ có sinh viên đại học thôi. Thì công việc giảng dạy cũng là một cái phần rất là quan trọng đối với cả nhiệm vụ của một giảng viên. Thì cái lúc mà chị mới đi dạy ấy, thì chị thấy cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ngày xưa lúc mà đi học ấy thì mình cũng đã hay gọi là phàn nàn là học mệt rồi, thế này thế kia rồi. Thế nhưng mà đến lúc chị đi làm giảng viên ấy thì chị thấy là hóa ra là giảng viên còn mệt hơn sinh viên rất rất là nhiều. Ví dụ như là sinh viên giả sử như một ngày em thấy mệt em có thể nghỉ học, nhưng mà giảng viên thì không bao giờ có thể làm như thế được. Có những ngày mà tỉnh dậy không muốn đi dạy một tí nào nhưng mà vẫn phải đi. Nói chung là mình phải có trách nhiệm với cả cái công việc của mình. Thì chị thấy cái khó khăn của chị nó cũng hơi đặc thù, bởi vì cái năm đầu tiên mà chị bắt đầu đi dạy ấy, thì lại là năm Covid. Thì khi mà có chuyện đấy xảy ra thì mọi thứ nó đảo lộn. Thứ nhất là có những sinh viên học ở trong ngồi trong lớp, và có những sinh viên là ở nơi khác và sẽ tham gia lớp học qua Zoom. Thế tức là vừa có bạn ngồi ở trước mặt và vừa có bạn ở đâu đấy xa xôi, và cái việc để tạo một cái không khí gần gũi cho cả lớp, để những bạn trong lớp không bị mất tập trung, và những cái bạn mà ở trong ở Zoom không kiểu cảm thấy là mình bị tách biệt ấy, thì chị thấy cũng đấy cũng là một cái khó khăn. Ngoài ra thì cái thời gian chuẩn bị cho mỗi bài giảng rất là nhiều. Ví dụ như là chị mà dạy 1 tiếng ở trên lớp thì chị sẽ phải chuẩn bị đến khoảng 6 đến 8 tiếng ở ngoài, kiến thức rồi là các cái hoạt động để cho cái lớp học nó được sôi nổi. Ở bên Mỹ thì cái yêu cầu về giảng viên có lẽ là nhiều hơn ở Việt Nam một chút. Chị vẫn nhớ ngày xưa, có thể bây giờ thì cái trải nghiệm chị nó lạc hậu rồi, nhưng mà cái thời mà chị đi học thì thầy cô cứ có một cái sổ soạn bài bài giảng ấy, sau là chỉ chép hoặc là đọc lại cho học sinh ở dưới thôi, hoặc là thỉnh thoảng học sinh đặt câu hỏi thì trả lời. Thế còn ở bên Mỹ thì mình phải chuẩn bị khá là nhiều, phải tạo cho lớp học một không khí thật là sôi nổi, xong rồi phải tạo ra những cái hoạt động trong lớp, ví dụ như là chơi game hoặc là thảo luận nhóm hoặc là thuyết trình hoặc là đặt ra những câu hỏi để tranh luận chẳng hạn. Ví dụ như thế thì cũng cần nhiều thứ hơn. Ngoài ra thì vì tiếng Anh mình vẫn không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chị, cho nên là chị cũng vẫn phải cố gắng hơn một chút về mặt ngôn ngữ. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái thắc mắc băn khoăn của sinh viên thì hầu như là giảng viên sẽ phải giải quyết hết. Thì các cái thắc mắc nó có thể rất đơn giản như là bài này làm thế nào, xong rồi em chưa hiểu chỗ này, có thể là những vấn đề như là em tuần này phải đi thi đấu thể thao, em làm thế nào, em bị ốm rồi, em có vấn đề về sức khỏe tinh thần, tức là nó rất nhiều các cái nhỏ 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 đấy, thì đấy cũng là một cái thử thách. Về cơ bản thì chị thấy nó là một công việc mà tốn khá nhiều thời gian, và mình bỏ ra càng nhiều thời gian và công sức thì cái việc dạy nó sẽ càng tốt hơn. Thế còn việc nghiên cứu ở trường chị thì khá là thoải mái, không quá nhiều áp lực. Tức là bao giờ mình có thời gian thì mình sẽ tiếp tục các cái dự án nghiên cứu của mình. Thế cái việc nghiên cứu này nó có bắt buộc không ạ? Tức là mình phải bắt buộc phải nghiên cứu ra một cái gì mới như chị nói. Cái trong cái quá trình giảng dạy đấy nó có phải là một yêu cầu? Thực ra thì cũng là một yêu cầu, nhưng mà mình có quyền toàn quyền tự chủ. Trong khoảng 5-6 năm thì họ sẽ có một số mục tiêu nhất định, nhưng mà trong cái quãng thời gian đấy mình muốn làm như thế nào thì tùy thuộc vào mình. Thế thì có sự khác nhau nào giữa việc là, vì cái title của chị là giảng viên thỉnh giảng, nó có sự khác nhau gì với việc là giáo sư của trường đấy hay không? Nó có khác nhau. Chị nghĩ cái này có thể hơi technical, nhưng mà ở ở ở Mỹ thì nó sẽ có hai cái hệ thống, một là tenure track position, có nghĩa là chị nghĩ là dịch ra là giảng viên cơ hữu, tức là những cái người mà sẽ khả năng là sẽ gắn bó lâu dài Về với cái trường cả cái đó. trường đó. Còn cái vị trí của chị thì nó là theo kiểu là hợp đồng, tức là sẽ trong một thời gian nhất định thôi. Sau đấy thì có thể là tiếp tục ở trường đấy nếu mà họ có nhu cầu, hoặc là có thể là chuyển sang trường khác. Vậy thì trong câu chuyện chị Linh kể có rất là nhiều những cái sự thử thách, và thật sự là phải có một cái sự kiên trì và cố gắng.
Vậy thì đây sẽ là một câu hỏi mang tính lời khuyên hơn một chút mà em muốn hỏi chị Linh. Thì với một người làm nghiên cứu và giảng dạy, thì chị Linh nghĩ là người đấy cần phải có mindset như thế nào để có thể vượt qua những khó khăn và thử thách trong cái ngành này? Chị nghĩ là cái này có lẽ là sẽ đúng với tất cả những bạn làm nghiên cứu sinh hoặc là muốn trở thành nhà nghiên cứu, chứ không chỉ giới hạn trong cái lĩnh vực kinh tế học của chị. Thì cái đầu tiên thì chị nghĩ là mình cần phải thừa nhận là mình có khó khăn và tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Tại vì thực ra là cái sự giúp đỡ nó có rất là nhiều ở xung quanh. Nhưng mà đôi khi ngay cả bản thân chị cũng mắc cái lỗi đấy. Tức là mình sợ là mình hỏi câu này nó có dốt quá không, có ngu quá không, có phải là người ta sẽ phát hiện ra là à hóa ra cái đứa này nó hổng kiến thức hoặc nó chẳng biết cái gì cả ấy. Đấy thì cái việc mà mình không chỉ là hỏi thầy cô đâu mà còn là các bạn bè học cùng với mình nữa. Thì nhiều khi mình rất hay là cứ cố giải quyết một mình, cố là làm thế nào để tự tìm ra cái phương án giải quyết. Nhưng mà thực ra thì mình nên tìm kiếm những cái sự giúp đỡ và luôn luôn là cố gắng cởi mở để học hỏi được từ những người xung quanh. Thì chị nghĩ có thể đấy là một cái lời khuyên đầu tiên, cũng như là đấy là một cái mà chị nhận ra sau cái quá trình chị làm PhD. Cái thứ hai thì cũng như chị chia sẻ lúc nãy, đấy là mình nên tin tưởng vào cái con đường mà mình đã chọn. Với cái việc làm nghiên cứu sinh thì có rất nhiều lúc mà mình sẽ cảm thấy băn khoăn, hoang mang, liệu mình có đang đi đúng hướng không, liệu mình làm cái dự án này nó có ra kết quả gì không, mình có tốt nghiệp được không. Tức là sẽ rất là nhiều bất ổn, tại vì cái con đường làm nghiên cứu và con đường làm tiến sĩ nói chung thì nó cũng khá là dài ấy. Nên là nó, vì nó dài cho nên nó cảm giác là có rất nhiều những cái uncertainty ấy, rất nhiều cái không chắc chắn, rất nhiều cái không chắc chắn. Thì chị nghĩ là mình phải tin vào bản thân mình, và mình phải tin là cái con đường mình đi dù nó dẫn đến đâu thì nó cũng sẽ khiến cho mình trở thành một con người khác, trưởng thành hơn. Và đấy, tức là cái đích đến thì nó sẽ không quan trọng vào cái hành trình đấy. À, mình quan trọng là mình sẽ trở thành một cái người như thế nào, mình đã bồi đắp được những cái phẩm chất gì của một người làm nghiên cứu. Và cái cuối cùng ấy thì chị, cái này thì lại có thể là nghe hơi ngược một chút, nhưng mà chị cũng rất muốn nói là bỏ cuộc thì nó không phải là điều tận cùng của thế giới. Tức là nếu mà tại một thời điểm nào đấy mà mình cảm thấy là mình không thể nào tiếp tục được nữa và mình quyết định bỏ cuộc thì cũng không sao cả. Tại vì trong cuộc sống không bao giờ có cái gì là đường cùng cả, không có cái gì là tận cùng của thế giới cả. Tại bất cứ thời điểm nào bạn đều có thể thay đổi cái hướng đi cuộc đời của mình. Chị nghĩ là như thế. Cái lời khuyên này chị rất hay nói với bạn sinh viên của mình, của chị. Tại vì sinh viên thì mỗi lần mà chỉ cần bị điểm kém hay cái gì thôi, hoặc là trượt một môn thôi, là cảm tưởng như là ôi thế này sau này làm sao em xin được việc, rồi cuộc đời em nó sẽ đi đâu về đâu. Chị bảo không quan trọng đâu, những cái mà em nghĩ là nó rất kinh khủng, những cái lựa chọn rất lớn tại thời điểm này ấy, nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc đời em sau này đâu. Thế nên là khi mà mình cảm thấy là mình phải bỏ cuộc ấy thì nó cũng không sao cả, nó cũng bình thường thôi. Và khi mà mình cảm thấy cái việc bỏ cuộc nó không đáng sợ ấy, thì chị nghĩ lúc đấy nó lại khiến cho cái việc đi tiếp nó đơn giản hơn. Bởi vì mình sẽ kiểu vâng, tôi cứ đi tiếp, nếu mà không bao giờ tôi gặp cái đường bức tường chắn, tôi không nào đi nữa thì tôi bỏ cuộc cũng không sao cả. Thì nó mới làm cho người ta đi tiếp được. Còn nếu mà người ta cực kỳ sợ cái bỏ cuộc ấy thì người ta sẽ càng áp lực với cái con đường mà người ta đi. Thì đấy, mình nghĩ là cái lời khuyên này có thể nó hơi ngược một chút, mọi người sẽ có thể là cảm giác nó hơi trái ngược, nhưng mà đối với chị đấy cũng là một cái suy nghĩ mà rất nhiều lần đã giúp chị vượt qua những cái thời điểm nguy hiểm, thời điểm kiểu căng thẳng ấy. Thật sự đây là một chia sẻ rất là cảm động, và như thế nào đấy nó rất là kết nối. Bởi vì bọn em ngoài kênh podcast thì bọn em còn có một kênh group người trong môn nghề, để cho các bạn trẻ có thể hỏi được những câu hỏi về hướng nghiệp hoặc là ngành nghề. Thì vừa mới hôm qua thôi cũng có một bạn hỏi một câu, chính là bạn ấy đã băn khoăn về việc có nên bỏ việc ở công ty này không.
Và thật sự đấy là một câu hỏi nghe thì rất là dễ, nhưng nó lại là một câu hỏi khá là lớn theo em khi thấy thế. Thì thật sự đây là một cái lời khuyên mà hy vọng là nếu bạn có thể theo dõi kênh podcast thì có thể phần nào giúp bạn đã trả lời được câu hỏi này. Và thật sự thì lúc đấy em cũng đã nghĩ, em có đọc một cái bài báo thôi, nó đã nói y xì như chị Linh nói. Ông đấy cũng, cái bài viết đấy người ta đã kết một câu đấy là bỏ cuộc nó không phải là tất cả, và có rất nhiều hướng để mình có thể chuyển, có thể là thậm chí cả việc là chuyển hướng cái đam mê của mình. Và ông ấy có kết một câu kiểu nghe rất cliché, đấy là một khi bạn đã chuyển hướng thì thậm chí những cơ hội mới và cả những niềm đam mê mới nó vẫn đang ngoài kia, nó không phải là kết thúc. Thì thật sự là em rất là cảm ơn cái chia sẻ của chị Linh. Chị nghĩ là nếu mà mọi người quá quan trọng cái đích đến ý, thì mọi người sẽ rất sợ cái việc bỏ cuộc. Nhưng thực ra là ví dụ chị đi được 1/2 quãng đường, chị bỏ cuộc thì không phải là cái quãng đường chị đi nó đã phí, mà bởi vì chị đã nhặt nhạnh được rất nhiều cái kinh nghiệm trên cái nửa quãng đường đấy rồi. Có thể là mình chưa đạt đến cái đích mà mình mong muốn tại cái thời điểm đấy, nhưng mà nó không có nghĩa là những cái thời gian mình bỏ ra nó phí hoài. Cho nên là bỏ cuộc không có nghĩa là bỏ đi tất cả những cái mà mình đã đạt được. Nó đã trở thành một phần con người mình rồi. Em nghĩ cái này rất là quan trọng, vì nhiều người dùng từ bỏ sẽ nghĩ là thế thì bao nhiêu năm đi học hoặc là bao nhiêu năm làm cái việc này thì vứt à. Không hề, nó đã kiểu trở thành, như chị nói là nó đã giúp mình trở thành con người của mình ngày hôm nay. Nếu mình làm khác đi thì mình đã thành một con người khác. Thì nghe chị Linh chia sẻ thì có một cái nữa ngoài việc là thấy một sự học thuật rất là nhiều. Thì có một cái đấy là về đam mê về ngành giáo dục nói chung. Vậy thì em có một câu hỏi mà em khá là tò mò khi từ khi biết chị Linh và bây giờ đã có dịp được hỏi. Đấy là vậy thì khi mà sau một cuộc trình, sau một quá trình học tập rất là dài như thế ở Việt Nam rồi sang Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ, thì chị có suy nghĩ gì về giáo dục nói chung, ý nghĩa của nó và mục tiêu của giáo dục là gì? Chị nghĩ là mọi người khi mà nói về giáo dục, đặc biệt là những người làm chính sách chẳng hạn, thì hay nghĩ về cái việc giáo dục là mình phải dạy cho một người những cái gì. Vì thế là kết quả của nó sẽ đo được bằng cái việc là họ tiếp nhận được bao nhiêu trong số những cái thứ mà họ truyền đạt, họ có những được cái kỹ năng gì. Tuy nhiên thì chị có một cách nhìn nó hơi khác về giáo dục. Và chị nghĩ đấy là cách nhìn từ trong ra thay vì là cách nhìn từ ngoài vào. Thì chị nghĩ là giáo dục là cái quá trình mà con người tìm ra cái tiếng nói riêng của mình. Khi mà mình lớn lên ý, thì mình sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những cái suy nghĩ của bố mẹ, gia đình, thầy cô, bạn bè, những cái người xung quanh mình, cũng như là cái xã hội mà mình lớn lên. Thì cái lăng kính của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ và cái lăng kính, cái góc nhìn về cuộc sống của những người khác. Thì chị nghĩ là cái con đường giáo dục ấy là cái hành trình mà mình đi tìm ra cái tiếng nói của mình tìm ra cách để mà mình có thể hình thành được cái ý kiến riêng của mình về thế giới xung quanh, để cái góc nhìn của mình nó không bị định nghĩa bởi cái góc nhìn của những người khác, của xã hội hay là của những cái nơi mà mình lớn lên, để mình có đủ niềm tin vào bản thân mình để đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình, và chịu toàn bộ trách nhiệm cho những cái lựa chọn đấy của mình. Thì chị nghĩ là khi mà mình đạt được cái điều đấy thì là mình đã có giáo dục. Và nói như vậy có nghĩa là cái hành trình đấy không có điểm đến, sẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ luôn luôn là đi tìm cái tiếng nói đấy, mình sẽ đi tìm làm sao để mình có thể cái tiếng nói đấy, và nó sẽ càng ngày càng rõ ràng và nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì chị nghĩ là trong rất nhiều cái trường hợp thì các trường học và các cái môi trường giáo dục chính quy cũng là một cái con đường tốt để mình tìm ra cái tiếng nói đấy. Nhưng mà cũng rất nhiều khi nó phải được phát hiện ra, nó được tìm ra trong cái quá trình mà mình vấp ngã, mình gặp những cái biến cố trong cuộc sống, hay là mình phải tự đấu tranh với những cái nghi ngờ trong bản thân mình. Thì cái quá trình đấy nó có thể khác nhau với mỗi người. Nhưng mà đấy là quá trình mà mình tìm ra cái danh tính của mình, cái identity ấy. Thì chị nghĩ đấy là cái mục tiêu của giáo dục. Thật sự thì đây là một cái chia sẻ mà em thấy chia sẻ thật sự với chị Linh là nó chạm đến em, đến tận tâm hồn. Vì thật sự là em ngày trước có một cái câu em đọc được ở đâu đấy, hình như là từ cái cô diễn viên rất là nổi tiếng Natalie Portman. Cô ấy nói một câu là
learning và studying với cô ấy là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Và hồi đấy thì lúc đấy em kiểu không hiểu lắm câu đấy là gì. Cho đến khi thời điểm như em đã chia sẻ, có một thời điểm là học thạc sĩ xong còn nghĩ là sẽ lên tiến sĩ. Bởi vì thật sự luôn là em rất thích việc học, em cũng rất là thích đọc. Nhưng mà cái việc, tức là cái thời điểm đấy em nghĩ là tiếp tục học lên mà không đi làm cái gì đấy để hiểu mình. Bởi vì như em cũng chia sẻ một chút, đấy là chương trình học của em thì nó lại rất là chung. Kể cả đến khi thạc sĩ rồi vẫn là một chương trình tên là Business and Economics. Nó học kinh tế và kinh doanh chung với nhau mà em phải tự tìm ra con đường của mình, thích môn nào học thì chọn. Thế là lúc đấy em đã rất là phân vân. Vì rõ ràng mình là một người thích học nhưng mà tại sao lại không muốn đi theo học thuật. Và lúc đấy em mới tự dưng nhận thế nào đấy nó lại click quay lại trong đầu em cái câu nói đấy của cái cô diễn viên đấy. Và thế là em đã nhận ra là ừ, có thể mình bây giờ không đi học ở trường lớp chính quy nữa, nhưng mình ra đường, ra ngoài đời và mình đi làm các thứ. Thậm chí là bây giờ đi làm luôn, em cũng học mỗi ngày. Và thế là em đã cảm thấy là ơ, rõ ràng mình cũng học mà, mình có learn. Có thể maybe là mình không study, chưa study, nhưng mà mình có thể learn. Và sau này khi mà mình learn đủ rồi, mình muốn quay lại study thì cũng được mà. Thì thật sự đấy là một cái chia sẻ mà em rất cảm ơn chia sẻ cá nhân của chị Linh về ngành giáo dục. Thế thì em có một cái sự tò mò nữa là như chị Linh có chia sẻ, chị Linh dạy ở trường Liberal Arts là giáo dục khai phóng, là một khái niệm tuy không mới trên thế giới nhưng khá mới ở Việt Nam. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái hệ thống giáo dục ở Mỹ và liệu chị nghĩ là nó có thể áp dụng đối với Việt Nam trong tương lai không? Hoặc là thậm chí từ bây giờ? Thì đấy, chị cũng như chị cũng nói thì cái điểm mà khác nhau giữa các cái trường đại học ở Mỹ và các trường đại học ở Việt Nam, cũng như là chị cảm giác là đấy là một cái điểm khá đặc biệt của các trường đại học Mỹ, là nó thường là các trường đại học đa ngành. Nó có rất nhiều các ngành để cho em lựa chọn. Thì chị thấy là, cá nhân chị cũng thấy đấy là một cái điểm mà chị cũng khá thích ở cái hệ thống giáo dục của Mỹ. Tại vì như chị nói thì ngày xưa chẳng hạn, chị vừa muốn học kinh tế, chị vừa muốn trở thành một người viết văn, thì chị chỉ đi học trường kinh tế quốc dân thì chị không thể đạt được cả hai mục đích đấy. Nhưng mà với các cái trường đại học đa ngành thì mình có thể làm được cái điều đấy. Thì chị nghĩ là đấy cũng là một cái điểm hay. Thì cái hệ thống của Mỹ thì chị cũng hiểu một cách sơ lược thôi, thì chị nghĩ là có hai cái khối trường đại học chính. Thứ nhất là trường University, tức là các trường đại học, và cái khối mà gọi là Liberal Arts College, tức là các cái trường đại học theo hướng giáo dục khai phóng. Thì các trường đại học University thì nó thường là sẽ có cả các học sinh sau đại học, tức là thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Còn cái trường Liberal Arts College thì sẽ chỉ có sinh viên đại học cử nhân mà thôi. Và vì thế thì cái đối với các cái trường Liberal Arts College thì nó sẽ tập trung rất là nhiều vào việc giảng dạy, làm thế nào để học sinh có được một cái môi trường học tập tốt nhất có thể. Đối với các trường University thì nếu mà càng các trường lớn mà giỏi thì nó sẽ càng đặt mạnh cái việc nghiên cứu hơn. Và ngoài ra thì nó đối với sinh viên thì họ sẽ tập trung vào cái việc giúp cho học sinh viên có một cái chuyên ngành thật là tốt. Tức là ví dụ như là chị muốn trở thành kỹ sư, chị vào trường đấy thì họ sẽ đào tạo cho chị trở thành kỹ sư một cách tốt nhất có thể, rất tập trung vào cái việc đấy. Thế còn ví dụ như là ở các trường Liberal Arts College thì thay vì tập trung vào cái việc là giúp một người có một cái nghề nghiệp cụ thể, thì họ sẽ tập trung vào việc đào tạo và cung cấp cho em những cái kỹ năng để em có thể làm được nhiều nghề. Tất nhiên là ví dụ là sinh viên mà học kinh tế thì vẫn phải có các cái lớp này để đảm bảo là tôi có một kiến thức nền tảng về kinh tế. Tuy nhiên họ sẽ tập trung giúp cho em có một cái giáo dục toàn diện về triết học. Và kể cả em là học ngành khoa học thì em cũng sẽ phải có hiểu biết về ngành xã hội và các cái ngành nhân văn, humanities. Thì các cái sinh viên của trường Liberal Arts College thì cảm thấy là rất thường là quan tâm đến các vấn đề xã hội. Và họ thường là sẽ hay đấu tranh cho các cái vấn đề xã hội tại thời điểm đấy. Thì cũng không hẳn là có cái sự khác biệt quá lớn giữa University hay Liberal Arts College. Mọi người nhìn chữ college thì đừng nghĩ nó là cao đẳng. Nó vẫn là một trường đại học chính quy 4 năm. Nhưng mà cái môi trường của nó hơi khác một chút. Thường là trường Liberal Arts College thì nó cũng nhỏ hơn, ít sinh viên hơn. Mọi người rất là gần gũi, quan tâm, thân thiết với nhau như là kiểu gia đình ấy. Đấy thì với những người mà
thích một cái môi trường nó gọi là ấm áp như thế thì sẽ hay thích là học các trường liberal arts college. Thì đối với cái việc mà áp dụng các cái hình thức như vậy vào Việt Nam thì chị cũng không biết là liệu là các trường đại học ở Việt Nam có cái định hướng như thế không. Thì chị cũng nghe nói là trường Fulbright thì có vẻ như là họ cũng theo cái định hướng là liberal arts college, và ít nhất là họ cũng có vẻ có đa ngành chứ không phải là kiểu chỉ có một ngành. Thì chị nghĩ là mỗi cái hình thức thì nó sẽ đều có những cái điểm mạnh điểm yếu riêng, và nó cũng sẽ có những yếu tố phù hợp với cả từng nước. Nhưng mà đấy cũng là một cái để mình tham khảo, và cái ý tưởng về cái kiểu giáo dục khai phóng ấy nó cũng sẽ là một cái để những cái người làm giáo dục ở Việt Nam có thể suy nghĩ thêm. Không nhất thiết là mình phải đi hẳn theo cái mô hình đấy, nhưng mà đấy là cũng là một cái triết lý giáo dục mà mình có thể suy nghĩ thêm để xem là có thể vận dụng vào cái việc tổ chức các trường đại học được không. Vậy thì khi mà nói về việc trở thành giảng viên đại học hoặc là con đường trở thành giảng viên đại học, thì chị Linh nghĩ bộ kỹ năng hay là bài học giá trị mà chị Linh nhận được từ việc nghiên cứu và giảng dạy tại Mỹ ngành kinh tế là gì ạ? Chị nghĩ là một cái kỹ năng mà chị học được mà chị thấy rất là giá trị đối với cá nhân mình ấy, đấy là cái cách tiếp cận và phân tích vấn đề. Không phải là đấy phải là vấn đề kinh tế, đấy có thể là bất kỳ vấn đề gì. Chị cảm thấy là cái quá trình mà đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nói chung ấy, nó giúp cho chị có một cái framework, một cái cách để giúp mình tiếp cận vấn đề và phân tích các cái lập luận mà xung quanh cái vấn đề đấy. Mình có thể đặt câu hỏi để làm rõ ra vấn đề, và từ đấy thì mình có thể tìm ra giải pháp, hoặc là mình có thể hiểu vấn đề một cách sâu sắc. Thì chị cảm thấy đấy là kỹ năng có lẽ là không phải chỉ giới hạn cho những người mà học ngành kinh tế đâu, mà theo cái quan sát cá nhân của chị thì tất cả những người mà đã làm nghiên cứu sinh ý, thì cái khả năng mà tiếp cận và phân tích vấn đề nó đều rất là rõ ràng và rành mạch. Bởi vì để mà nghiên cứu khoa học được thì mình cũng được cho một cái cách thức để mình làm sao có thể phân tích và tìm ra được cái chân lý ấy. Thì đấy là cái mà chị nghĩ là kỹ năng mà chị rất là biết ơn cái quá trình học thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu mà nói là kiểu riêng về cái ngành kinh tế thì đối với những người học kinh tế thì sẽ có một cái bộ toolbox, tức là cũng sẽ có mình sẽ nhìn thế giới qua con mắt của một nhà kinh tế, qua cái hệ lý thuyết và mô hình của một nhà kinh tế. Thì chị nghĩ là nó khiến cho chị khi mà đánh giá bất cứ vấn đề gì thì thường dựa trên cái nguyên lý về tối ưu hóa. Trong bản chất của ngành kinh tế là với những cái nguồn lực có hạn, làm thế nào mình có thể tối đa hóa lợi ích của những cái chủ thể liên quan. Thì chị cảm thấy là chị là một người mà khi mà nhìn bất cứ vấn đề gì thì chị sẽ nhìn về cái góc độ tối ưu hóa như thế. Và mình cũng có thể nhìn thấy là mọi người cũng hành động dựa trên cái việc tối ưu hóa lợi ích của bản thân mình nói chung. Thì chị nghĩ cái tư duy đấy thì nó cũng có thể cũng không phải là giới hạn cho những người học kinh tế, nhưng mà nó cũng là một cách nhìn nhận vấn đề mà mỗi người mà học những ngành khác, về sinh học, hóa học, vật lý chẳng hạn, thì có thể họ sẽ nhìn hơi khác một chút. Thì đấy là cái kiểu tư duy của chị như thế. Em cảm ơn chị Linh. Thì cái hồi mà em học kinh tế thì em cũng, cái mà em giữ lại bây giờ em vẫn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, chính là câu chi phí cơ hội. Kiểu trước khi đứng trước đặt một vấn đề gì đấy thì em đã nghĩ là mình phải bỏ đi cái gì và mình sẽ nhận được cái gì. Thì thật sự đấy cũng là một cái mà em còn tận dụng đến tận bây giờ trong cuộc sống. Vậy thì không biết là chị Linh còn có lời chia sẻ hay nhắn nhủ gì với cả khán thính giả của chương trình Người Trong Môn Nghề không ạ? Chị nghĩ là các bạn mà xem chương trình Người Trong Môn Nghề chắc là các bạn sinh viên này, rồi các bạn trẻ có lẽ là cũng đang đi tìm một cái hướng đi cho mình. Thì có lẽ là chị sẽ đưa ra một cái lời gọi là nhắn nhủ cho với cái đối tượng đấy trong đầu. Thì đối với những cái bạn trẻ ấy, thì chị cũng như một cái mà chị đã lặp đi lặp lại trong cái buổi hôm nay, thì chị nghĩ là chị muốn nói với các bạn là
việc mắc sai lầm hay là đưa ra một quyết định không chính xác ấy, nó không có gì đáng sợ cả, nó rất bình thường thôi. Và mình miễn là mình cứ tin vào cái con đường của mình và mình dám dũng cảm đi theo cái con đường mà mình mong muốn, để mình có thể xem là mình có thể đi xa đến đâu, thì chị nghĩ là mình đừng có sợ hãi quá và đừng có quá lo lắng là mình đang đưa ra một cái quyết định sai lầm hay không. Bởi vì tất cả cái con đường mà bạn đi đều đưa bạn đến cái con người mà bạn mong muốn. Và không bao giờ có cái đường nào là đường cùng hết. Tất cả sẽ chỉ đều là ranh giới mà thôi. Cái câu này thì chị nhớ cái câu của Nguyễn Khải ở trong Mùa Lạc ấy. Trên đời không có đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải có đủ niềm tin để vượt qua những cái ranh giới đấy. Thì chị nghĩ là đừng có sợ hãi khi mà phải đưa ra những quyết định, và cứ thử những cái mà mọi người muốn. Mình cái việc mà tìm ra cái điều gì khiến cho mình yêu thích, khiến cho mình say mê, khiến cho mình muốn đi tiếp, muốn khám phá, nó là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống. Và chỉ có thử thật nhiều, thử thách nhiều đối với bản thân mình thì mình có thể tìm ra cái điều đấy thôi. Thì mình cũng rất là muốn chúc tất cả các bạn có được cái sự dũng cảm đấy, để đi theo cái mà mình mong muốn, mong ước, và sẽ đi thật là xa. Thật sự chia sẻ của chị Linh thì có em khiến em cũng nhớ đến một câu của Lỗ Tấn: làm gì có đường đâu, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Thì chị nghĩ là câu đấy nó tổng kết quá trình làm tiến sĩ rất là đúng. Tại vì tất cả những con đường mà nghiên cứu sinh đi đều gần như đều là những con đường mới, chưa có ai đi. Và cái hành trình khám phá đấy chính là cái hành trình để khiến cho một người trở thành một người tiến sĩ. Vâng, em rất cảm ơn chị Linh đã tham gia chương trình hôm nay với bọn em. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình Người Trong Muôn Nghề. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn một chút bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì mình là Trang Sử. Chào các bạn.